Đây là tủ lạnh Panasonic. Nó bị tình trạng là không có đông đá. Đây hiện trạng của nó đây. Mình chưa tháo ra. Đồ của khách còn đây luôn. Rồi lấy mấy này ra. Này là ngăn dưới nó cũng không lạnh hay gì. Ngăn dưới nó không có lạnh nha. Mang mát hơi hơi nhẹ. Nói chung là như vậy thì đồ nó hư hết nè. Ớt nó bị móc. Có kiến luôn. Tại nó không lạnh nên kiến nó mới vô. Nó lạnh lên là kiến nó cũng mất hết. Tình trạng nó vậy, bây giờ mình bắt đầu tháo ra mình kiểm tra và sửa chữa. Ở đây mình sẽ đo cái điện trở xe đá. Cái cỡ nó còn điện trở có. Cảm biến nữa nè. Biến nó lúc này là thông mạch luôn. Chỉnh lại cái. Đọc kỹ luôn mà. Đá luôn. Rồi đá một chút xíu. Để đo giá trị của nó. Tạo xe du lịch phải không? À, giá trị nó giờ là 4k nè, đang lên. Rồi, bây giờ mình sẽ đo giá trị của con này lại. Trời ơi, con qua bỏ kìa. 3,5k. Vẫn là 3,5 bên này cả. Này nó lên 5-6k. Báo là có đá. Giờ xác định cái con này hư. Hai con này động tiếp. Cái này nó có hệ thống xả đá này, nó có
mình phải tìm ra hai nguyên nhân rồi mọi người. Một là nó hư linh kiện, hai là nó hư bo. Bây giờ mình trước tiên á thì mình kiểm tra thấy hư linh kiện mình thay linh kiện, sau đó mình test lại bo. Nếu mà bo nó hoạt động bình thường á thì mình mới yên tâm được nha, mới kết luận là nó hư linh kiện nha. Còn mọi người mà cứ thay linh kiện không kiểm, không kiểm tra bo chế độ xả đá nó có hoạt động hay không, là cũng giống như cái tủ Toshiba sớm linh kiện mình phát hiện nó cũng gần như hư, nhưng mà nó cái video trước á mình mọi người cứ tua lại coi, nhưng mà nó lại là hư bo chứ không phải hư linh kiện. Tại mình phải làm xong gì mình phải giả dụ là nó tình trạng nó đang đóng tiếp để cái tủ lạnh nó thực hiện chế độ xả đá. Nếu nó thực hiện chế độ xả đá bình thường thì là cái bo nó còn tốt. Còn nếu mà nó thực hiện chế độ xả đá không được á thì mình phải sửa cái xác định là hư bo để mình sửa bo nha. Đó là cái phương pháp bắt bệnh của mình. Còn mọi người có phương pháp hay hơn thì cứ thực hiện. Sau đây mình sẽ ghim vào mình test lại ở chế độ đông đá này. Mình nhét cái này vô đá. Quạt này DC nên mình có thể ghim, không ghim cũng sao. Thì mình thấy được là khi lóc chạy thì quạt chạy, còn nó qua chế độ xả đá thì quạt nó không chạy. Nhìn cái quạt không được khỏi thằng nhìn cái lóc. Đây là cái cảm biến tủ lạnh Panasonic phần ngăn ngăn dưới. Ba k nằm ở mức 3k. Đang báo là có đủ lạnh. Nó đã có con cảm biến rồi đó, khoảng 4k đó. Rồi khoảng 5k. Có giá trị là khoảng 5k. Mình sẽ giả dụ là nó đang đóng tiết nên mình đấu con cảm biến này vô. Con cảm biến giá trị thực của nó khoảng 2k nha. Rồi bây giờ mình
sẽ test lại, test chế độ xả đá nó lại. Nếu chiếc này test mà không có nữa là nó hư bo thôi. Rồi, im điện đi. Quán không hoạt động. Đang có tiếc chưa có hoạt động cái chế độ xả đá, mình kích tay nó thôi. Để mình quay ăn sao mình kích tay nó cho mọi người coi. Đây là cái bo tủ lạnh Panasonic inverter này, cái đời máy là cái gì đây này, cái model của nó là NRBL308 nha. Sơ đồ điện này. Rồi, phan từ từ. Bây giờ mình sẽ thực hiện việc là test xả đá nha. Rồi, kim điện đi. Bây giờ lắp ra chạy. Bây giờ mình thực hiện test xả đá nha. Rồi đây, có 220. Giờ xả đá vẫn còn hoạt động nha mọi người. Giờ lắp tắt, 220 vẫn còn. Rồi, vậy là hệ thống xả đá nó vẫn còn hoạt động. Bây giờ chỉ là bo nó hoạt động tốt. Bo hoạt động tốt thì mình sẽ chuyển qua mình sửa hệ thống điện. Hệ thống điện trên cái tủ lạnh này. Đây là cái tủ lạnh này nó bị lỗi hệ thống điện. Để mình để cho nó xả đá một lát đi. Cho nó bớt đá luôn. Đây là cái điện 220 cấp cho cái lò xo nhiệt xả đá nha mọi người. Mình muốn thực hiện cái chế độ xả đá này mình phải giả dụ cho nó có đá. Là mình giả dụ mấy cái cảm biến. Thứ nhất là mình ở trên đây có đá sẵn rồi, mình nhét cảm biến vô. Nhét cảm biến vô đá nè. Thì chỉ số nó sẽ tăng lên, nó hiểu là đang có đá thì nó mới thực hiện xả đá được nha. Cái thứ hai là cái nấm chỉnh ở dưới đây mình phải đấu lại để nó hiểu là cái tủ lạnh này nó đang ở chế độ nó đang rất lạnh. Chứ nếu mà mình để cảm biến pin của nó như thế này thì nó sẽ không có báo chế độ xả đá nha mọi người. Rồi tháo nó ra. Mình giả dụ là nó đang lạnh. Thì giờ này chừng nào nó hết đá thì nó sẽ ngừng xả đá. Khoảng 10 tới 20 phút hoặc là 30 phút. Chế độ xả đá nó nằm ở khoảng thời gian đó. Mình sẽ tạm ngưng video một chút mọi người để cho nó xả đá sạch nước đá thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem để rút ngắn thời gian cho mọi người.